Gia đình Phi Nhung cho biết hiện tại vẫn đang lo thủ tục để tổ chức tang lễ tươm tất gọn gàng cho cố nghệ sĩ, và những clip đám tang trên mạng trong những ngày gần đây đều là giả mạo, cắt ghép vô đạo để câu view. Trong buổi lễ cầu siêu đầu tiên tại nhà riêng của cố nghệ sĩ Phi Nhung vào ngày 30 tháng 9, người thân trong gia đình Phi Nhung cho biết gia đình hiện đang chuẩn bị hoàn tất thủ tục cần thiết theo yêu cầu của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và chờ thông tin hướng dẫn từ Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để lo vẹn toàn hậu sự cho ca sĩ. Gia đình nữ danh ca cũng bức xúc khi trên mạng xuất hiện nhiều video cắt ghép và vô số thông tin xuyên tạc giả mạo đám tang của Phi Nhung. Trong loạt hình ảnh được chính Diễm Phạm quản lý trong cuộc sống lẫn công việc của Phi Nhung hơn 10 năm nay đăng tải, có thể thấy không khí trong căn nhà tại đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi Phi Nhung sống lúc sinh thời, đã nhuốm màu tang thương với hình ảnh các con nuôi của Phi Nhung khăn trắng đội đầu quỳ lạy khấn mẹ trước bàn thờ. Các con nuôi đều buồn bã khi nhìn di ảnh của cố nghệ sĩ. Thiêng Ngân, con gái của Phi Nhung và cũng là con gái 18 tuổi chuyên hát dòng dân ca trữ tình, xót xa bày tỏ: "Con phải làm sao đây mẹ ơi?" khiến nhiều người không khỏi đau lòng trong nỗi mất mát to lớn này. Nghệ sĩ Việt Hương cũng chia sẻ: "Hiện tại, Việt Hương cùng gia đình đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chăm lo vẹn toàn hậu sự cho ca sĩ Phi Nhung. Việt Hương sẽ có những thông báo chính thức sau khi các thủ tục hậu sự được sắp xếp chu đáo. Được biết, khi nào gia đình nhận được cho cốt của ca sĩ Phi Nhung thì mới có thể tổ chức một tang lễ trọn vẹn đúng với các quy định phòng chống dịch COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh. Việc giả tang lễ Phi Nhung chỉ để câu view là hành động thiếu văn hóa trên nỗi mất mát, đau thương của cố nghệ sĩ."